Hi, xin chào Zing News, mời các bạn vào nhà. Thì cái căn hộ này lúc đầu như các bạn thấy nó là một căn hộ cũ cho nên là trần nó rất là thấp. Họ dùng cái trần thạch cao. Người bạn kiến trúc sư của tôi quyết định là tháo trần thạch cao ra để mà sử dụng cái trần cũ của nó bằng bê tông, nó làm cho cái căn hộ này nó cao lên khá là nhiều. Thì đây là một cái giá sách rất là lớn chạy nguyên hết cả bức tường. Nó được thiết kế với màu trắng, tông màu chủ đạo là trắng, nó gần giống với cái tông màu của căn nhà. Và cái ngay cái dàn đèn cũng vậy. Cái đèn này thì nó chiếu vào, nó làm sáng cái giá sách lên, nó giống như trong những cái thư viện hay là những cái bảo tàng. Và đấy là cũng là một trong những cái khá yêu thích và nó làm cho tôi khá hài lòng khi mà ngồi ở đây. Và nó chứa khoảng gần 1.000 cuốn sách và những cái bộ phim, những cái đĩa DVD mà tôi sưu tập trong suốt gần 20 năm làm nghề của mình. Thì tôi có khá nhiều bạn bè cho nên là cái không gian này, không gian mà chúng tôi thường ngồi để trò chuyện, cà phê hay uống trà hay là ngồi thư giãn bình thường thôi. Căn hộ này như các bạn thấy là nó sử dụng những cái rèm cuốn. Khi cần xem phim thì tôi kéo rèm cuốn xuống để có bóng tối để xem phim. Nhưng mà khi cần đón ánh sáng thì tôi kéo rèm lên để ánh sáng nó tràn vào. Đây là một cái căn phòng đa chức năng. Thì trước đây nó vốn là một cái phòng ngủ. Và những cái bức tường này đều là xây kính bít kín cả cho nên là nó rất khá là tối. Người kiến trúc sư quyết định là đập hai bức tường này bằng làm cửa kính, dùng rèm kéo để mà có thể lấy ánh sáng hay là ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài vào. Thì đồng thời căn phòng này cũng là một cái phòng đôi khi có bạn bè đến thì có thể là cho bạn bè ở lại qua đêm. Thì nó có một cái điểm rất hay là khi ngồi làm việc ở đây tôi có thể nhìn ra sông Sài Gòn, nhìn qua quận 2, những cái khu chung cư từ phía bên kia. Đây là một cái nơi cũng là một cái phòng rất là quen thuộc của tôi, cái thời gian mà tôi làm việc trong ngày. Đây là một căn bếp của một người độc thân. Thì cái chỗ này thực ra nó là một cái chỗ mà tôi có thể là tiếp đón bạn bè ăn uống. Nếu mà cần một cái sự thay đổi nào đấy trong công việc thì tôi có thể mang cái laptop ra đây để ngồi làm việc cũng được. Tại vì cái không gian của khu bếp này nó nối liền với phòng khách và nó cũng một cái nơi mà khá là yêu thích của tôi, tại vì nó sử dụng cái màu trắng sáng của cái tường, của cái bàn đảo màu trắng hay là của cái tủ bếp màu xanh rêu, thì nó là một cái tông màu chủ đạo trong căn hộ này. Đây là một cái ban công hướng sông. Nó nằm ở hướng đông nên là ánh sáng là thường tràn vào vào buổi sáng. Tôi có thể trồng cây ở đây, bất cứ cái cây nào cũng lên rất là xanh tốt cả. Nói chung tôi là một người vốn thích sông nước nên là đây cũng một cái chỗ rất là yêu thích. Và cuối cùng đây là cái căn phòng ngủ. Thì cái phòng ngủ diện tích nó khá là nhỏ bé so với những căn phòng còn lại. Nó cũng khá tương đồng với cả căn hộ, với cái màu trắng của bức tường hay là màu xanh rêu của tủ quần áo. Và ngay cả giường hay là những cái nệm gối thì tôi cũng để sử dụng màu xanh. Một cái màu xanh biển, một cái màu khá yêu thích của tôi, nó mang cảm giác khá là bình yên. Mặc dù diện tích khá nhỏ nhưng mà tôi cũng có hai tủ sách nhỏ hai bên. Nó tận dụng từ hai tủ quần áo theo cái thiết kế cũ trước đây và biến thành hai cái tủ sách hay là tủ giấu đồ. Thì buổi tối trước khi đi ngủ thì tôi có thể dành ra 10 đến 15 phút để đọc một chút nào đấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Các bạn vừa tham quan căn hộ của tôi, hy vọng rằng là sẽ mang đến cho các bạn một ý tưởng nào đấy cho cái căn hộ mà các bạn chuẩn bị thiết kế. Và tôi mong rằng là bất cứ ai trong chúng ta cũng là tìm được một căn hộ mà nó thể hiện được cái tính cách hay là cái phong cách của mình. Chào tạm biệt.